11 so với 12 điểm của Tứ Giang mà thôi. Lúc này hiệp 1 của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Chân sút tiền đạo số 11 vẫn chưa thể có được những điểm chia bóng một cách lý tưởng của đội. Cơ hội của Sushi, đó là một tình huống tấn công nguy hiểm. Chỉ tiếc là cú đá của Trung Nghiệp lại đưa bóng đi quá cao mà thôi. Một pha bóng đầy bất ngờ của các thủ Sushi lên bóng từ cánh trái. Họ chứng minh cho thấy là khả năng hoàn toàn có thể ăn bàn một cách bất ngờ. Và đây sẽ là một trong những lời cảnh báo lên hệ thống. Trung Nghiệp xoay người vào dứt điểm, không vào. Bóng đã chưa chạm vào cột dọc. Đây là 3 đến 4 diễn biến đáng chú ý ở trong những phút vừa qua. Đây là pha bóng của Trung Nghiệp. Thế nào số 21 của Tân Thủ Sushi. Và cả những tình huống tranh chấp tay đôi có lỗi. Thực tế thì trước khi Kato Sushi có những cơ hội đáp trả thì ở phần trước đó là hai pha bóng mà Kato Sushi Sài Gòn đã không thể tận dụng thành công. Một cú tạt bóng đánh đầu, tướng đánh đầu hồng. Nếu như chúng ta có thể đặt bàn cân của Kato Sushi, người đang chơi hiệu quả, những người đang chơi hiệu quả và có cơ hội nguy hiểm nhất thì lại không ai khác chính Kato Sushi. Những pha bóng cố định của họ mang đến xác suất tấn công rất nguy hiểm. Đây là một quả đá phạt góc và đánh đầu hụt. Đường chuyền vàng của Văn Cư, đó là pha bóng mà Văn Cư đã thực hiện một cú lốc bóng. Nhưng cũng là tình huống di chuyển từ trên xuống của các cầu thủ sinh viên Sài Gòn. Trợ lý trọng tài đã không bất ngờ và công nhận bàn thắng cho tiền đạo số 11 Ngọc Văn. Tỷ số được cân bằng là 1-1. Rất tiếc cho các thủ của Sushi. Đúng là thời điểm mà Văn Cư thực hiện cú lốc bóng thì Ngọc Phan đã ở từ trên băng xuống. Hệ thống phòng ngự của các thủ Sushi đã bị bất ngờ và bóng vừa rồi. Hoàn toàn không lỗi việt vị của chân sút số 11. Một quyết định chính xác của trọng tài. Ở góc quay vừa rồi chúng ta có thể thấy được khoảng cách là rất xa. Văn Cư được bỏ sang cánh trái của Văn Cư. Bỏ sân thì Văn Cư đang chơi thời điểm bắt đầu đầu hiệp đấu thứ hai, anh chơi vị trí phải vai nguy hiểm. Một pha đệm lòng có cảm giác cực kỳ tốt của Văn Tịnh. Tỷ số là 2-1 cho các thủ sinh viên Sài Gòn. Như vậy hôm nay thì các thủ sinh viên Sài Gòn đã chính thức vượt qua ở trên bàn tỷ số. Như vậy là sau khi ghi bàn thì có vẻ như Phát Thịnh cũng chính là người đã được rút. Đây rồi, cơ hội tấn công cho Sushi. Mới vào sân tốc độ là còn đủ. Tuy nhiên đó lại là một pha bóng giải pháp quá cầu toàn. Tình huống của Văn Chính. Văn Chính đã quyết định đi bóng thêm một nhịp nữa và đó là góc sút đã trở nên hẹp hơn. Nguy hiểm, bóng chạm sang ngang. Cú đá phạt của Văn Thuận. Thoáng giật mình cho thủ anh Ninh đi kia. Các cầu thủ Sushi họ vẫn đang đứng trước ngưỡng có thể giữ lại một điểm cho. Là sai địa chỉ của số 22 Thanh Đạt. Như vậy là lúc này thì chúng ta đã có được kết quả của trận đấu giữa sinh viên Sài Gòn và các thủ Sushi. Khi mà chúng ta đã thổi còi để khép lại trận đấu với kết quả chung cuộc là 2-1 của cửa sau thành công cho các thủ sinh viên Sài Gòn. Và sẽ chúc đội sinh viên Sài Gòn tạm thời vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng với vị trí nhất bảng và 13 điểm. Xin lỗi, 14 điểm và đang bỏ xa các thủ Bravo và Tư Sản với 2 điểm.
Nên sau đây chúng ta sẽ đến với trận đấu của Hoàng Minh và Galukata. Quý vị đã xem, quý vị đã xem. Chào mừng quý vị khán giả của Đồng Đồng Xoáy. Xin chào và hẹn gặp lại.